clean water, irrigation, good quality education, environmental responsibility, food production and sufficiency, long-term change, key improvement, sustainability, and healthcare, relationship and agriculture, capacity building, empowerment. Sustainable Cambodia is an NGO in the region of Bosat, Cambodia. The incidence of the poverty is considerably higher in the rural area. Sustainable Cambodia projects are made by local people and made for the local people. With the clean water, irrigation, food production and nutrition, primary healthcare, access to the quality education and the opportunity for the self-reliant, Sustainable Cambodia empower the poor rural family to create self-sustaining communities. Sustainable Cambodia gets financial support to maintain a basic education toward the children from the poorest families. To assure continuation in this educational process, our students need your donation to allow them to get access to the university to make a real change. Thank you. Why you don't want to be a big player? I want to be an English teacher. I want to be a police woman. I want to be a pilot. I want to be a fireman. I want to be a dancer. My name is Jivan. I was a young student in Sustainable Cambodia. And now I study at University of Management and Economics. Hello, my name is Chiu. I was a young student at Sustainable Cambodia and I want to say thanks to donation. I went at university and I studied English and now I'm back at Sustainable Cambodia to teach the new generation. Thank you. Hello, my name is Panet. I am a student at Sustainable Cambodia. With the help of the donor. Now, I'm studying in bank and finance at University of Management and Economics. Hello, my name is Bun Thuyen. I am 17 years old and I am a student studying in SC2. In the future, I want to be an engineering. If I have support from the Sustainable Cambodia Organization, I will go to study at university in Phnom Penh. But if I have any donor, I cannot continue my study in the Phnom Penh. So I will find a job in the restaurant like the waiter. Maybe I can get $3 per day. Nhóm trong ai con riêng nên nắng tôi kia bậc ca chậm nãy đang ban canh để chờ anh. Tí pí, nó về để viên riêng chập tới viên miền Hà Rục Cao bao nhiêu. Cả làng cái chui chạy nhà Hà Rục Cao ai rồi. Tí bấy mặt hiệp cho mà ở nhóm á chui biết bạn cầm tập vẽ là chẳng là chui khi mang khắc hiệp trên bà chết đó bạn kia bà cắt là chê hiệp cầm trên là chết kẻ bọc hiệu chẳng bạn nói cũng chẳng tập đến là tin nhưng bà chết nó tên liên tập đạo cháu chả ăn bà nữa ở khi mà trái on á chẳng buộc ở xà là chê được hiệp cầm phía chía đây chui cùng khi mà tăng tự đau và hốt áp chọc chịp xe ở côn Rani Hà Lộng đó chị Vân để ông ta ban cuộc thăm và phụ thiêu nhưng những miền là rằm rây o miền là rằm phơ bằng xâm rạp xa là ông ta để ba chui cốt công đó khôn thiêu thay chia bằng to nhưng bạp chia miệt đà bày đà bỏ xa nâng sông chun po đó ông ca chia được nhiều Campuchia để ban phục vật thăm nâng
chui ôp thăm cô nó bọc nhom xong ao sả là ở miền ca thì chậm ran to từ một tiệt nhom ao chụp ba lại xong ao con nhom xong khai nó ao con đó sả là chơi được phep campuchia ban ôp thăm cô khi mà ban riêng sâu nưng còn ban sả là nưng nhom ở miền cầm lăng chết để ao con chụp riêng con riêng ban chập trong chập đam chăng nhom xong khai nó ao con giang chơi chơi mà chụp sả là đại ban chui ao con nhom riêng chập trong chập đam nưng nhông xong chơi riệp xúa hay nhông có xong ở quần đảo ăn cá chơi được phep đại ban chơi thua ở đông tắc nhông đại miền tiền dạ hay phom treo miền thung chấm rác từng ăn nắng nhông có sờ bài không chất dứt ập ập mà đà lạt bên đi tới nhông xong thay nọ quần ở ăn cá chơi được phep nắng ở quật miền dịch đây sọc dịch đây chấm ran từng ăn khi nắng cầm ở miền chính cứ sờ cát đây xong ở quần. Having university graduated people inside the communities will not only be beneficial for the student, but also for the whole community. As they get better jobs, they'll be able to help their families to improve their situation. And when the time has come, they can pay for the education of their children themselves. That is what empowerment and sustainability is about. By donating to the University Student Scholarship Fund, you offer a brighter future and change not only one person's life, the lives of a whole community. The amount of the donation you want to make is up to you. Take a look on the website of sustainablecambodia.org to know more about our project and how you can donate for Cambodia's future. Akon.